lại nó quá tải. Chính vì là nó bật lại nói câu bảo một lần nhá. Thế là ông sau từ đấy không nói lần hai. Tức là 85 với Đại Phúc kể thế. Tức là anh kể cái chuyện mà nghe đến có súng bắn nhau là nghe kêu ấy rồi. Hai anh em nó là bố mẹ là rất muốn làm nhưng mà nó vướng hai đứa, thế là coi đành phải bố thì làm ngựa cho thằng anh cưới, mẹ thì làm ngựa cho thằng em cưới. Thế là phi nhọc nhọc một lúc thì chó là mẹ coi như là ngựa bố vật mẹ ngựa mẹ ra. Thế là mẹ làm im mắt im gì với thằng anh vật mẹ mày mày làm chết ngựa của ông rồi, mày làm chết ngựa của ông rồi. Chúc mừng rồi. Có may mắn thì không là thằng kia bảo mẹ mày mày làm chết ngựa của ông rồi. Bình tĩnh. Chưa chắc là nhìn thấy gì. Tôi bảo làm im mà xem cũng nghe. Lên buổi sáng thì tôi để buổi trưa. Khi mà chụp cái khác cũng chụp được. Đừng nghĩ mà. Thế là mẹ thì làm đường dây, còn bố thì là đoạt tàu, còn con thì làm ống khói. Thế nên lúc tàu đi nhanh quá thế là ống khói đổ mẹ xuống rồi, bố ống khói đổ mà ống khói đổ tàu vẫn chạy. Ống khói đổ tàu vẫn chạy. Tàu không sao. Lúc đấy ai bảo say xe lết ra bảo tôi thì mắt cho một lúc. Thằng uống mẹ cốc rượu cho nó say chè sẵn thì nó lên đây không say nữa. Thế thôi có gì đâu. Đơn giản thế. Quá nhờ. Chắc là thế gì. Thế là chụp là sao? Chụp đó. Thế này có bắt. Thế này có chụp vào mặt. Tôi thấy không thì cái gì đến đây là cùng năm ở đi mà tôi thường không mà sát theo sương mù này không được mà bay. Anh đi, quay hết đi. Nói chung hồi nước ngoài ấy, thấy từ nhà mình nói chuyện môi này, chúng nó ra buồn cười lắm. Có biết là không hiểu hiểu được trở lên to trong chỗ đông người. Rồi nhưng mà đây là mình chỗ là đây, chỗ đang vật nhã. Đây là quay dưới cho là. Bắt đầu ù rồi, bắt đầu ù rồi. Ù từ lại. Không còn gì nữa, còn quay rồi. Chả còn gì, lý gì nữa này. Quay xương. Quay xương. Rồi bắt đầu thoáng ra. Quay qua là cái xe của những quả núi. Thế là em xem biết nó chứng. Chả gì, lý gì. Đi sát cỏ. Đi sát cỏ này. Sát cỏ này. Đi sát cỏ này. Về quê chị hệ thống cáp treo này của Áo hiện đại nhất thế giới. Anh Thắng cầm cái đấy nhá. Em vừa đọc của Áo hiện đại nhất thế giới. Nhớ là có mặc áo jean, sát tay cháu nhá. Còn này mặc áo jean, còn này mặc áo phao thật. Thế đấy, thế đấy, bảo cái gì. Em có không? Em có không? Hả? À, em có chứ. Đấy. Thôi được rồi, để tí mặc. Bây giờ để quay đã, tí mặc.
Thank you.